Truyệnxã hội.com xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chuyện cổ tích có nhan đề Thầy Lang Bất Đắc Dĩ. Ngày xưa, có một anh chàng tên là Tân làm nghề cày ruộng. Anh là người thông minh nhưng tính tình có phần nhút nhát, lại cái hay phũ phàng với vợ. Người vợ cam lắm quyết tìm dịp báo thù cho bỏ ghét. Một hôm người vợ đi chợ bỗng nghe văng vẳng có tiếng gọi loa. Ai có tài chữa bệnh thì mời về triều, sẽ được thưởng quan cao lộc hậu. Hỏi mọi người, chị mới hay đó là sứ giả nhà vua đi tìm thầy lang giỏi về cứu chữa cho công chúa bị hốc xương. Thấy cơ hội báo thù đã đến, người vợ bèn tìm gặp sứ giả nói: Tôi biết trong làng này có một thầy lang chữa bệnh hay như thần, có thể chữa cả những người sắp chết. Sứ giả đi mấy ngày chẳng gặp một ai, nay được người mách thì lấy làm mừng vội hỏi: Thế thì hay quá, có thật thế chăng? Thật đấy, nhưng ông thầy này có một điều lạ là không muốn tự nhận mình là thầy lang, luôn luôn giả bộ ngờ nghịch, ai nhờ chữa thì bao giờ cũng chối đầy đẩy, chỉ có roi đánh quáng đít mới chịu nhận và mới chữa mát tay. Thế thầy lang hiện giờ ở đâu? Ngài cứ đi theo con đường này dẫn ra đồng, hễ thấy người nào râu cá trê đang cày với một con bò đen trên một đám ruộng khoai thì chính là thầy lang, tên thầy là Tân. Sứ giả cũng mấy người hầu vội rẽ ra đồng. Khi gặp con người đúng như lời mách, sứ giả lễ phép nói: Chúng tôi vần thánh chỉ mời thầy về triều chữa cho công chúa bị hốc xương đã 3 ngày nay. Anh chàng Tân thấy việc trớ trêu lấy làm lạ bèn đáp: Ô hay, các quan nhầm rồi, tôi quê mùa dốt nát có biết làm thuốc bao giờ, đâu phải là thầy lang mà mời. Nhớ đến lời dặn của người đàn bà, sứ giả toàn dùng võ ngay nhưng cũng cố đấu dịu: Xin thầy đừng giấu nghề, vả lại việc này là việc cấp bách, và theo lệnh của hoàng đế, xin thầy hãy vui lòng tiến kinh cùng chúng tôi. Người bệnh lại là con vua cháu chúa, không nên từ chối. Tôi nói thật đấy mà, hàng ngày tôi chỉ tay cày tay cuốc, làm gì biết đến việc hệ trọng như việc xem bệnh bốc thuốc. Nghe những lời khăng khăng từ chối, sứ giả bùng bảo dạ: Thật thân lừa ưa nặng, tất phải dùng roi vọt mới xong. Nghĩ vậy hắn bèn thét lính ra roi túi bụi. Tân không chịu đựng nổi 10 roi vội vã kêu lên: Thôi thôi thôi, xin các quan gần tay, tôi là thầy lang đây. Sứ giả mừng quá vội cho Tân lên ngựa phi về hoàng cung, đưa vào buồng công chúa. Bây giờ công chúa đang nằm chờ chết, cây xương còn mắc ở cổ khạc mấy cũng không chịu ra. Tân vừa đến lấy làm bối rối, không biết cất tay động chân thế nào. Ta thử làm cho công chúa cười một chút xem sao. Nghĩ vậy, trước mặt công chúa, anh bèn nheo mắt nhéo miệng, làm ra trăm kiểu ngộ nghĩnh, như anh vẫn từng quen gây cười trước đám đông hàng xã. Chưa đến trò thứ ba thì công chúa và bọn cung nữ hầu hạ xung quanh đã bật cười và còn đua nhau cười ngặt nghẽo. Tự nhiên cái xương trong cổ công chúa văng ra lúc nào không biết, thế là bệnh lành. Mọi người đều trầm trồ kinh ngạc, nghe tin nhà vua và cả hoàng cung lật đật chạy vào mừng cho con gái và tiếu tích cảm ơn thầy. Vua liền phong Tân làm chức thái y, sai lấy vàng bạc mũ áo ban thưởng. Về phần Tân bụng bảo dạ: Ta dùng một mẹo nhỏ may mắn mà lành, thật là chó ngáp phải rồi, vậy ta hãy cố từ chối, thà về cày ruộng còn hơn ở đây có ngày mang họa, bèn đáp: Tâu bệ hạ, kẻ hạ thần này thực sự quê mùa dốt nát, không biết việc thuốc men là gì, vậy xin dừng chức tước ấy cho các vị lang, còn hạ thần chỉ xin bệ hạ cho phép được trở về quê làng. Vua vốn đã được nghe sứ giả cho biết tính tình kỳ lạ của người thầy thuốc, bèn quát thị vệ ra roi, Tân cuống quýt xin nhận mũ áo. Lại nói chuyện khi nghe tin có thầy lang đại tài được vua đón về kinh đô mới chữa một vụ hay như thần, thì các con bệnh kinh niên khó trị từ bốn phương lục tục kéo nhau về, hy vọng được thầy ra tay cứu chữa cho. Chẳng bao lâu con số đã tăng lên đến 80 người. Hàng ngày họ đứng chực trước cửa ngõ môn đợi thầy ra, lính đuổi máy cũng không đi. Nghe tin này, một hôm vua bảo Tân: Dân chúng còn có người đau khổ là lòng ta chưa yên, vậy nhà người hãy đem tài thánh y gắn chữa cho con đỏ của ta được lành. Tân lo lắng vội nói: Tâu bệ hạ, kẻ hạ thần tài hèn chẳng có gì, mà con bệnh đang y quá đông, làm sao chữa xuể. Vua hất hàm cho bọn thị vệ chuẩn bị roi vọt. Thấy thế, Tân đành nhắm mắt nhận lệnh, không dám chối từ. Nhưng để có thì giờ suy nghĩ, anh cũng xin vua cho được ở riêng cùng với bệnh nhân để tiện xem bệnh. Vua bèn ra lệnh đưa cho thầy cùng các bệnh nhân đến sở dưỡng tế của Kinh Kỳ.
Khi đã được đứng riêng một mình cùng 80 bệnh nhân, Tân liền sai đóng cửa lại, ra lệnh cho lính gác cổng, chỉ cho người ra mà không cho vào. Rồi sai sắp củi đốt một đống lửa giữa sân, đoạn dõng dạc lên tiếng. Chữa cho các người thật là vất vả, song ta xin gắng. Ta có môn thuốc thần hiệu là cho thiêu một người sống, lấy cho ấy luyện thuốc trong 3 tháng. Sau khi luyện xong, thì thuốc của ta sẽ bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh khu trừ, thần diệu không thể nói hết. Tục có câu, liều một người, cứu muôn người là như thế. Vậy trong số các ngươi đây, ai là người bệnh nặng nhất, thì hãy chịu hy sinh tấm thân, tình nguyện để ta thiêu sống. Ta sẽ luyện thành hảo dược, chữa lành cho 79 người còn lại. Nào, ai đó chịu liều thân, hãy bước đến bên đống lửa. Các bệnh nhân đang hầm hở, nay nghe nói vậy, thì rụt cả lại, mặt ai nấy kinh hoàng, mặt tái như gà cắt tiết. Tân lại tiếp. Nào, mau lên! Trừ những ai bệnh nhẹ hoặc chưa đến nỗi nào, còn trong số những người bệnh nặng, người nào nặng nhất, hãy trong gương người xưa, chịu liều mình để phước lành cho con cháu. Vậy, ai là người bệnh nặng nhất? Ra đây! Không một ai nhúc nhích, Tân lại tiếp. Có lẽ các người chưa biết bệnh của mình là như thế nào đâu. Thế thì các người hãy để cho ta khám từng người một để chọn một người nặng nhất. Chỉ vào một con bệnh đứng gần Tân hỏi. Nào, lại đây! Ta trong nhà người xanh sao, chắc là sức yếu lắm. Người kia không dám bước lên, run lập cập nói. Thưa, tôi khỏe lắm ạ. Thế thì nhà người vào đây làm gì? Hắn lật đật lùi dần, rồi bỏ chạy ra khỏi cổng. Tân lại chỉ vào một người thứ hai. Nhà người có vẻ hòm hèm tận. Nào, bước lên đây cho ta bắt mạch. Hắn ta chẳng những đã không bước lên mà còn lui lại sau, mặt cố giấu bước vẻ nhăn nhó đáp. Không, bệnh tôi đã nhẹ đi nhiều rồi. Nói rồi hắn cũng lẩn mất. Cứ như thế, Tân đã làm vội hẳn số bệnh nhân. Người cuối cùng vừa chạy ra khỏi cổng thì gặp lúc nhà vừa cũng vừa xa giá tới, vừa nhìn hắn hỏi. Nhà ngươi đã lành rồi ư? Vừa rồi bệnh nặng lắm kia mà. Tâu bệ hạ, kẻ hạ thần đã đỡ nhiều. Hắn đáp. Vừa bước vào giữa lúc sở dưỡng tế đã sạch bóng bệnh nhân, vua ngợi khen Tân hết điều, sau đó vua cho phép chàng trở về quê quán. Vợ chàng không ngờ kết quả trớ trêu của cách báo thù của mình là làm cho chồng được quan cao lộc hậu. Khảo dị. Một chuyện của Ả Rập. Một người thợ dệt ngày nọ đi qua nhà một thầy thuốc, thấy ông thầy cho người này uống thứ lá nọ, kẻ khác dùng thứ hoa kia mà thu được nhiều tiền. Sao ta lại không làm như hắn nhỉ? Nghĩ vậy bèn về bảo vợ kiếm cho mình một chiếc khăn để đóng bộ thầy thuốc. Vợ bảo, coi chừng kẻo mày giết người ta, rồi người ta sẽ giết mày. Ngày đầu anh ta thu đơn, thu được nhiều tiền, cara. Tiếp ngày sau có một nữ tỳ gọi đến nhờ chữa cho bà chủ. Bà này bệnh cũ đã lui, chỉ còn sức yếu. Anh bảo bà ăn một con gà mái luộc. Bà kia ăn xong khỏe hẳn lên. Vua nghe tin mời đến chữa bệnh cho mình. Khi anh đến, các quan hầu cận tâu vua. Nó là tên thợ dệt thì biết thuốc men gì chứ. Nhưng nó đã chữa khỏe cho người ta. Vua đáp. Xin bệ hạ hãy hỏi vặn nó để thử xem. Cho các người cứ làm. Bọn quan hỏi anh nhiều câu, anh đáp. Nếu tôi trả lời thì các ngài không hiểu đâu, ngay cả những thầy lang thường cũng không hiểu nổi. Bây giờ thế này, ở đây có bệnh xá không? Đáp có. Có bệnh nhân nào lâu ngày mà chưa lành không? Có. Thế thì đưa tôi đến đấy, nhưng không được để ai vào. Đến nơi anh dặn người gác cổng. Nếu anh nói với ai ta làm những gì, thì ta sẽ giết anh. Nhưng nếu anh không lộ chuyện, ta sẽ cho nhiều tiền. Đáp. Tôi không nói đâu. Anh bắt hắn thề, thề xong anh hỏi. Có dầu không? Có. Đưa ra đây. Bèn ra lệnh nấu trong vạc mấy chai dầu sôi sục, đoàn gọi một bệnh nhân đến hỏi. Nhà ngươi đau đã bao lâu? Đáp, đau đầu đã 3 năm nay. Anh bảo, muốn lành thì phải ngồi vào vạc. Bệnh nhân phát hoảng. Xin ngài hãy khoan. Không được, làm ngay. Tôi không còn chút nhức đầu nào nữa. Thế thì cho anh ra và báo cho người ta biết. Hắn ra khỏi cổng khen thầy giỏi. Những người khác đến lượt cũng thế. Vì xã hội.com cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Người đọc Lê Yến.